Chipu biểu diễn gợi cảm khiến dàn sao Trung hò hét. Ở tập tiếp theo của Đạp Gió 2023, Chipu cùng Alin, Hoàng Lệ Linh và Amber biểu diễn ca khúc Lolly Dance, ca sĩ khiến các tỷ tỷ trong chương trình phấn khích với vũ đạo quyến rũ. Trong vòng công diễn năm, Chipu có hai màn trình diễn. Đầu tiên là màn đấu một chia một với Tạ Hân ở tiết mục Swing. Tiết mục này đã xuất hiện trong tập phát sóng trưa mùng 7 tháng 7. Sau màn múa cột ấn tượng, Chipu giành chiến thắng trước Tạ Hân với 506 điểm. Tới trưa mùng 8 tháng 7, phần trình diễn còn lại của Chipu trong công diễn năm được phát sóng. Lần này, cô đấu với Amber, Alin trong tiết mục Lolly Dance. Cả Alin, Hoàng Lệ Linh và Amber đều là ca sĩ chuyên nghiệp, hoạt động nhiều năm nên màn đấu không hề dễ dàng với Chipu. Tiết mục được bộ ba lần lượt trình diễn với những phong cách khác nhau. Alin mở màn với phong cách hip hop tà tính, bụi bặm. Amber tiếp nối bằng hình tượng quyến rũ. Đây là lần hiếm hoi cựu thành viên nhóm FX thể hiện phong cách này. Cả giọng hát, vũ đạo lẫn thần thái khi biểu diễn của Amber đều chiếm được cảm tình của khán giả. Chipu xuất hiện cuối cùng. Phong cách của cô pha trộn sự quyến rũ, trưởng thành và cá tính. Giọng hát của Chipu không nổi trội so với hai đối thủ nhưng cô ghi điểm ở vũ đạo đẹp mắt, hấp dẫn cùng biểu cảm đa dạng, lôi cuốn. Vũ đạo sexy của Chipu khiến các tỷ tỷ trong chương trình, đặc biệt Ella hò hét. Tuy nhiên, điểm số của tiết mục này chưa được công bố. Đạp Gió 2023 đang đi đến chặng đường cuối cùng, với thứ hạng cá nhân lần lượt qua các vòng là 8, 7, 4, 9 và 4, Chipu được dự đoán vào chung kết của chương trình. Thậm chí, giọng ca Anh ơi ở lại có cơ hội rất cao được ra mắt trong nhóm nhạc dự án của chương trình này. Trong livestream cách đây ít ngày, Chipu tiết lộ nhờ sức nóng của Đạp Gió 2023. Cô nhận không ít lời mời và có nhiều lịch trình tại Trung Quốc sau khi chương trình kết thúc.